Sáng nay ngày 16 tháng 12, huyện Bình Đại tổ chức công bố xã Lộc Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến dự có bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ban ngành, các đoàn thể doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và đông đảo cán bộ nhân dân. Xã Lộc Thuận được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Đầu năm 2023, xã được huyện Bình Đại chọn xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trên cơ sở đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lộc Thuận xác định đây là nhiệm vụ thực hiện trong thời gian ngắn. Vì vậy, đòi hỏi phải phấn đấu quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã thực hiện đạt nhiều kết quả phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong đó có 10 tiêu chí vượt mức. Xã cũng quyết tâm giữ vững các kết quả đạt được của cái tiêu chí nông thôn mới nâng cao và cũng như là tập trung để mà xây dựng các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thì xã cũng như là ban chỉ đạo của xã thì sẽ tập trung phân công chỉ đạo từng thành viên của ban chỉ đạo tập trung từng lĩnh vực phụ trách từng tiêu chí để xây dựng đạt kết quả trong cái thời gian tới. Hiện tại, thu nhập bình quân đầu người của xã là 70,7 triệu đồng trên năm. Số nhà ở đạt chuẩn Bộ Xây dựng chiếm 93,9%. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục được đầu tư tương đối hoàn chỉnh, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Xã có hợp tác xã nông nghiệp với 101 thành viên, ký hợp đồng liên kết đầu vào và đầu ra cung cấp dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên. Trên địa bàn có 138 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường, chất thải rắn sinh hoạt, phát sinh từ hộ gia đình, được phân loại theo quy định. 87,2% hộ sử dụng nước sạch, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường. Tất cả những cái tiêu chí đều thực hiện rất là nghiêm túc, nhất là cái hệ thống giao thông nông thôn từ xã kết nối với quốc lộ rồi lộ liên xã liên ấp thì cũng được hoàn thiện bằng bê tông hóa. Bên cạnh đó thì cái đời sống nhân dân cũng được nâng lên, thì bà con cũng chú ý đến việc là chăm sóc vườn dừa theo hướng hữu cơ để tạo cái sản phẩm sạch. Và ngoài ra thì các ngành cũng vào cuộc để tuyên truyền về các cái chính sách pháp luật, từ đó là nâng cao được cái ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật, do đó thì cái tệ nạn xã hội thì được kéo giảm. Rồi tình làng nghĩa xóm cũng được thắt chặt. Chúng tôi rất là vui mừng và phấn khởi trước cái thành quả mà toàn cả hệ thống chính trị cũng như là toàn thể người dân chung lòng chung sức để mà xây dựng nên được cái thành quả này. Và cái thành quả này nó cũng đã đem lại những cái lợi ích thiết thực cho người dân. Hiện nay thì mình ai đến Lộc Thuận mình cũng đều nhìn thấy rõ cái trước mắt là về cái bộ mặt. Cái bộ mặt của Lộc Thuận đã có nhiều thay đổi. Rồi thêm mặt nữa đó là về cái đời sống của người dân thì nó ngày càng được nâng cao. Cái mức sống của người dân, cái nhu cầu, cái thu nhập của người dân nó ngày càng nâng cao. Cái môi trường thì nó cũng sáng, xanh, sạch, đẹp. Tại buổi lễ, bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trao bằng công nhận xã Lộc Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đánh giá cao những nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre trao bằng khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao và 4 cá nhân tích cực ủng hộ vật chất xây dựng xã Lộc Thuận năm 2023.